Rồi, hello. Hôm nay Lông Nghiệp lại xin chào toàn thể các anh em. Thì hôm nay chả biết là chó nhà mình bị cái bệnh quái quỷ gì đây không biết nữa. Thì nói thật với anh em là con đen này nhà mình ấy thì mình nuôi nó cũng lâu lắm rồi. Nhưng hôm nay chẳng hiểu tại sao nó gặp cái bệnh mà mình chưa, nói thật nuôi đi chó từ bé lớn đến bây giờ mình chưa gặp trường hợp nào như thế này. Mà tự nhiên hôm nay chó vẫn khỏe mạnh bình thường nhá anh em. Mình cho đi cả lên gặp bác sĩ rồi nhưng bác sĩ cũng bó tay, không làm gì được. Bác sĩ cũng không biết là nguyên nhân tại sao và cũng không dám khẳng định được là thuốc gì nó sẽ khỏi. Đấy, mà trong khi đấy là nó ăn uống nó vẫn tốt nhá. Mà nó lại không đi được. Đây, mình sẽ cho anh em xem để anh em đã gặp trường hợp như thế này chưa và anh em có biết được nó là cái bệnh quái quỷ gì không. Buồn hết cả người ra nuôi được một con chó thì tâm huyết nói chung là mình cũng có cái tình cảm với nó. Thôi bao nhiêu anh em mà cũng hỏi mua nó nhưng mà nói thật là mình có tình cảm mình không muốn bán. Đấy, anh em nhìn này, đấy, đấy nó như thế kia kìa. Đấy, nó chỉ ngồi như thế thôi. Nó chỉ đứng lên, ngồi xuống, hai chân sau, hai chân trước vẫn hoạt động bình thường. Thế chỉ còn lại là hai chân sau. Đen, đen, ra đây. Đen, đấy. Anh em có thấy cái hiện tượng nào nó như thế không? Mà trong khi đấy ăn uống vẫn khỏe mạnh. Đây, đấy. Nó cứ thế này thôi, xong lại nằm xuống. Mà nó bị từ hôm qua đến hôm nay toét hết cả mắt rồi anh em ạ. Mình cho đi gặp các bác sĩ, xoa dầu, xoa riếc rồi lắn bóp cho nó nhưng mà nó vẫn không khỏi. Mình xem chân này là hai chân sau xem có bị do ai đánh hay là bị làm sao không nhưng mà nó không làm sao cả. Mà nó chỉ là không đi được thôi. Đây. Vẫn khỏe, vẫn đấy bình thường mà. Nhưng mà nó lại không đi được anh em ạ. Mà cũng không phải bị đi ngoài luôn nhá anh em nhé. Mà cũng không phải ăn phải bả. Nếu ăn phải bả thì chắc chắn là không đi được rồi. Thì chẳng biết là cái bệnh quái quỷ gì. Ghét thế chứ nị. Buồn quá. Ăn uống thì vẫn rất tốt. Mình vẫn cho ăn bình thường. Không biết là có khỏi không. Rồi, đen, dậy, đi ra đây, ra đây. Đấy, nó rất muốn dậy nhưng mà nó lại không không dậy được anh em ạ. Bởi vì phải nói với anh em là sáng ấy, mình cứ ngủ dậy là nó hay chạy ra nó mừng với mình lắm. Cho nên là mình rất có tình cảm với nó. Mà giờ nó tự nhiên nó nằm bẹp dí một chỗ. Buồn hết cả người. Đây để mình cho em nó ra ngoài này cho anh em xem. Cũng chẳng đi được luôn anh em ạ. Không hiểu tại sao tự nhiên nó lại bị như này nhỉ. Mà trong khi đấy thì chó nhà mình thì nó không ăn bả. Bởi vì là mình nuôi hàng bao nhiêu năm nay rồi là mình chả xích bao giờ cả. Bao nhiêu con chó bị ăn bả chết hết rồi. Nhưng mà với hai con nhà mình thì nó không không con nào bị làm sao cả. Mà chỉ có độc nó bây giờ nó lại bị như thế này. Não nòng ghê. Cho mày ra đây nằm cho nó mát. Buồn quá. Đây chân này chẳng bị làm sao. Không làm sao. Mà tại sao nó lại thế? Ông chó con này. Tút 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 tút. Đây cho con nhà mình cũng được tháng rồi đấy anh em ạ. Giờ còn chú này thì không biết làm sao. Tự nhiên lại không đi được cái này. Buồn ghê.
Nuôi bao nhiêu lâu rồi? Rồi thì hôm nay nói thật là mình cũng quay này cho anh em xem. Thứ nhất là xem anh em có gặp cái trường hợp nào không. Và cái thứ hai là có thể là anh em gặp trường hợp như này rồi mà nó làm thế nào để nó khỏi được ấy. Thì anh em có thể là cho mình đóng góp cho mình xin cái ý kiến ở dưới này. Thì mình cũng xin cảm ơn đến các anh em rất chi là nhiều. Thế còn lại hôm nay mình cũng quay đây để cho những anh em nào mà chưa gặp trường hợp nào như thế này mà sau này mà gặp thì cũng có thể là anh em đóng góp ý kiến ở đây. Hôm nay mình cũng xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau. Mình xin chào.